bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Isaac Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu bộ đồ bên mình hiện đang có và bán tại cửa hàng. Các bạn muốn ủng hộ mình liên hệ đến số Zalo để giúp mình là 0988091712. Và mẫu đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn là mẫu bộ lụa tơ tằm Pháp cao cấp nhà mình. Chất liệu nhà mình là hơi giãn nhẹ, không xù, không bay, không nhão và giữ chuẩn form khi mặc. Quần của mình là quần chun có hai túi. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem mặt vải lụa Pháp bên mình. Vải lụa Pháp nhà mình sẽ co giãn nhẹ. Đường may của mình thì kỹ và chắc chắn. Và bộ này bên mình đang bán là 260k. Hôm nay mình sẽ xả chi ân cho các bạn 2-3 mã. Mẫu này của mình là còn 195k. Hôm nay mã xả nhà mình là có 2 màu hồng. Mình có tiền xỉ toàn quốc và 10 bộ thì mình sẽ được tính giá xỉ.